Đây là tập 2. Ăn cơm. Tập 2 chứ. Được quay tập 1 này, đây tập 2 này. 12 giờ trưa. Nặng bụng mình đổ. Đây là nô lệ 10 tấn. Loại nặng. Là tham cơm. Vừa ở đây ăn được mà. Có thử ăn đây. Ăn rửa tới thôi. Hôm nay có bọn là canh lăng. Canh lăng. Đây canh chua. Các kiểu. Nộ một lời canh hai là canh. Nộ mà nổi ăn mà toàn nở nặng đi mở lên phình đây. Răng là nói chung là răng răng không được. Với lại là nửa ăn tạp á. Nửa ăn tạp á. Răng còn là kiểu chiến binh không? Bưng mấy cơm đặt tên này dễ ngon này, ai sợ thì tự mà sợ. Rồi chứ ăn đi ngủ đấy chứ. Đang được nghe anh nữa đấy, anh Huyền dừng ăn xong rồi. Chưa. Đó, với thịt đó. Và đây rau dưa mà để trứng sẵn ở quê này mùng mà để mà dưới. Nhìn đi, nghiền đấy. Đây là nước mắm nha. Tôi sẽ bày cách bỏ nước mắm vào răng mà dễ ăn, hiểu không? Đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta để bát cơm xuống. Và rồi chúng ta cắt. Nào đừng nói tục trống đi. Chúng ta sẽ rót. Rót và chan đều, đều, đều. Ai ăn nước mắm không? Đây, đây. Đây, đứng trước mà. Cơm thôi, không ăn nước mắm đâu. Ăn cơm nổi cơm. Nhà con hai thằng cháu. Khi dành bát, khi dành thìa. Bay ăn thìa, cứ ngồi gặm thìa đi. Thằng mổ gặm thìa. Bát vập. Thôi nếu không ăn được. Trời ngắn rồi. Nóng mà thấy mình bát rớt. Ớt đó. Ngồi làng ăn tờn quá. ตึกนั้นเดี๋ยวจะมีตึกอันเกิดมันมีไทยด้วยดึงนี้ดึกใบบาทอันนี้บาบาทอันที่มาตอนละมาตอนอันตื่นมาไทยแล้วเหมือนเอิ้นบัตรใดกว่าเฮ็ดมาตัวบัตรใดกว่า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 บ
Nó biết chỗ mỗi lần là chửi đúng không ạ? Vô là... Xong thôi điểm bóng ra luôn. Nó biết chửi mai đi đâu. Xong kinh lằng xong kinh tua. Kinh tua ní nữa hết. Nhiều dữ hiệu bắt. Giờ thì bà sợ nhưng bà bắt vào bà ngồi kề biết. Ngồi đó không chửi lắm. Này tựa rồi đó, bảo nó tựa rồi đó. Tựa rồi, tựa ý đấy chứ. Ủa cậu ngồi muốn ngồi thật. Được chảy thì chảy nó nặng nguồn bằng khống. Sáng lẽ cái đỉnh đó ngồi mát. Ngồi muốn ạ. Ngồi thật luôn. Đây, bà ngồi che hết rồi. Sau kỷ niệm 10 năm rồi đưa ra cho cháu chăn coi hề. Quá đi à, đi lên kéo không? Ăn cơm ngồi khổ nhá. Ăn ngồi lên chấn rồi. 10 năm sau hắn quay tập 3 này nhá. Nó tiếp chết. Mình mới tập 2 chết mẹ, tập 3 ăn tiếp tục. Chị tổng phải kệ nghiệp hay không ăn lắm. Cô người dưa chứ gọi nào. Đi làm sắt vạc sắt cái khổ quá nữa. Đời tao khổ đi rồi. Bao giờ tôi để con đụng đời hai thằng con vô ngay chỗ nữa luôn. Này hay.
Ăn bắt tô mà buồn cái hay chứ. Cây sa nhân này bà hàng này. Bao giờ bắt tô rồi đó. Ừ, cây sa nhân này nè. Nhưng thì những cái mà thành chỗ có cùng có bụi phủ, cùng có quả, cùng một mét vuông là mấy chục thằng cái trộm đứt dây phát là mất dầm ngồi liền. Ngon đâu hồi quay cho rõ rồi. Đấy chính này. Là lằng nè. Bên là già mà ngớ vô ăn cơm ở nhà ngồi mâm bàn để ăn vô chung khe. Bên ông tức là khi mà ăn luôn. Ba là nước này. Nó còn trên chim vua sau đó nằm cái bát vàng đi ăn chim hả? Chim à? Thực tế nhất là mấy cái thằng à, mấy cơm ở nhà. Anh mua có mấy cơm. Huyền ai là chơi. Ai. Ai. Huyền. Nổi nhướng là với anh bên bụng xuống. Con bơi vừa ăn cơm, xuống ăn cơm rồi chứ. Ai đó. Huyền. Huyền bố lại. Thôi. Thôi việc. Thả bắt ra lúc cơm ăn chỉ mấy cơm này. Cái cơm luôn đấy. Không ăn mất cơm này. Về à? Đây thôi. Chưa mời hỏi về à rồi. Cơm còn bắt nữa không? Chứ bao giờ không ăn chú. Cơm thèm ơi. Cơm này về đây. Thật dẫn ơi cơm. Việc con ăn cơm à. Ông như mất khi nữa mình chưa tạo được thằng không? Bây giờ phải làm đứng mới đây. Bỏ rồi. Đứng Việt đây. Quay đi đứng Việt mất rồi đây. Đứng Việt làm đứng mới đây này. Đứng củ đã đi tập lại nhiều. Bé Tống quả chém mất hình dung nữa. Múc nước này phải có màu gấu. Bé Tống quả chém mất hình dung nữa. Lớn lùng. Cách đây lùng. Cách đây là 6-7 năm á. Là trong cắt cái lô đông như này. Là mấy cây của Lương Văn Tử đã hay chồng là bán đi luôn. Sẽ đổi ô tô bốc này. Dừng dừng nội đi anh, dừng múc bên đi, tấp tấp ra xong bắt đầu là hình như cái mương rồi kẻ cái mương bên khác là tập về đất thôi. Mà này đây đạn nhiều, đạn mà kẹo mà đứa tung kẹo đổ mà trộn thực hiện mà. Thăng mới mua cái máy đi chứ. Để tên ông Việt. Để tên nước sạch. Để tên nước sạch. Để tên nước sạch. Để như em. Nó tên nắng gian chứ mà để tên nước sạch. Để dậy đi qua lại bùi. Nó tên tên để ăn chứ. Đó là đi đằng ăn cơm. Trời nó đông này. Vương không? Vương ơi chờ ăn cơm xong ra chạy đoàn. Anh ơi xuống ăn cơm. Để đã cho ăn cơm ra. Mời cho ăn cơm mà. Vê à. Xin mời tí nổ em để đứng đó về nhà ăn cơm ngủ cho mát rồi chứ. Nhưng mày chưa nói màu một tí nữa thôi đó. Người nói thế à. Họ mới có hồ công chứ. Chứa nói thật cái đó nó hay cho mời. Mời nữa họ nào ăn như này. Mời bảy nhai này. Xúc liên tục luôn. Ăn là cái dùng luôn à. Ăn đi hay hay. Ăn đi chứ cứ để ý nữa cả. Ăn được lại một năm mà nhiệt độ nên là tuổi 80 được. Ăn cơm phải để ý người. Mân như ông Tuần Mạ nhớ bình đáy đưa nở cuốn nở cuốn về mua cái bảy đinh nhật lên tổ chức tinh nhật là ông ấy là mấy xảo lắm tuổi rồi ông ấy là gì đấy. Trọng nửa đây người đây bên đi mới được sinh nhật rồi là cú bố tôi do là cười nói là chồng 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 biết nửa đấy ngươi như ông con gì ra tổ chức cho nổi gì nói lắm tuổi đấy nói nửa đấy ngươi nhà ai mình chỉ được được mười thỏ bất tử ông bốn nát đó là sinh nhật mười thỏ là tay tổ chức cả bốn ca thân tay bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi tám mươi làm được rồi
năm là lấy vàng, 35 là lấy bạc, 25 năm hình như là lấy đồng, còn 15 năm là lấy inox. Chạy thôi, ra đó rồi còn bọc. Chạy bốc mốt nè, chạy cái chiều xe nữa hộp không? Bốc mốt. Bốc cái này ra, bốc cái tên mà bốc. Nó bốc ịt đá nè, nó cứ đây. Ra ngoài nhà mày cho bốc. Bốc lên đây được cái gì? Nè, mà mày nhưng mà bữa con nhà cá lại mà. Con nhà cá chảy mà nó đang đưa lên thằng khác thôi. Mua mày mày mạnh chứ, mày cái thằng người dưỡng đấy chứ. Mạnh em của Việt này. Cái này dưỡng mua rồi. Dưỡng mạnh dưỡng bố. Dưỡng nhà cưỡng lệ. Dưỡng nhà cưỡng lệ chứ. Con trai hay lệ cưỡng lệ. Thằng qua mà cũng muốn hỏi thằng bố. Ăn một cái là thuê mảy nha. Đi là thuê mảy, đi là thuê mảy cái tông nữa nè. Dường hồi nãy ông hỏi chứ ông vô hỏi gì? Anh chị nói. Ông hỏi. Ra bên kia không biết là ở bên lên là biết đâu rồi đâu đâu biết còn. Đang làm để cười nhưng là người kinh tiến, người thông linh. Nhưng mà định làm thông linh nhưng mà không làm. Ra mời mình xin ra làm mà nhận được đây. Đã ra đây nhúng tay. Quanh năm làm chim à? Người ta đang hỏi làm chim à? Thông linh mình lề nhưng mà không để cưới. Xin ra được đánh lề tự cho năm luôn. Con cái mẹ. Chưa biết người ta hỏi một cái chi vấn đề chi là người ta mới có hỏi là đang gửi mô, nói đầu là hỏi để gọi để cưỡi rồi, tài rồi. Để cưỡi chứ là tôi sẽ nói là để cưỡi. Hai mẹ con nhau cho im ăn. Hân có đi nhà thờ mà Hân biết. Hân nói thông lắm đó, thằng đấy hả? Nguyên lộ chơi tí này đỉnh cao. Điện thoại đây nghe đấy. Mẹ cha về nó có khi mới đi cưỡi ở đi lễ trạng với lại nhật thơ không bà đi nghe như vịt nghe thấm đấy cũng nhật đình bữa lễ đã được ăn thôi ăn thôi ngoan nè ba Hiên ăn được chứ ngày nó chạy Hiên ạ đừng bận tập cuội thật đúng không ạ. Ở đây giúp người đây mẹ. Mua nó nạt chứ. Là dính bể chứ không. Chứ nặng rồi. Kim. Mình có trong đây là phải cắt những cây để nó mày làm đường luôn. Thông ở trong không là mẹ bửa một vạn. Chết mổ. Trong. Em ngồi đi kìa không? Nhượng đây à? Cánh dưới à? Hết là cánh gì đấy? Đặt được không? Cánh dưới chưa? Toàn về bên luôn. Mà dưới cỏ mà nó tụt mờ không rồi chứ. Không vớt hết rồi. Gạt toàn bến. Chúng dưới trên lộn lúc này mẹ dưới thả đi. Đấy á, đấy á, chú này đấy á. Cái đoạn đi này, đoạn đi đã cắt nắng này. Không, cái đoạn này không nói, cái đoạn từ đây vô này. Vì đường mở đường mở một tắm. Không, là cái chỗ nó chọc chọc chỗ này chứ. Chọc chỗ này thì hồi nữa nó cũng lo rồi. Ờ, chỗ này thì mở rồi. Còn bên trên cung nữa nữa. Cái đoạn từ cái đoạn theo cối giá. Cái cối giá đâm thẳng vô. Sao nữa? Cắt sai nữa. Đó đó. Đây hòn đá. Đổ đổ đổ. Bằng từ đây lên hòn đá nữa nè. Đi đó. Mới vô cái chảy. Đoàn nó thì bằng nhưng mà sờn cái là hai trong đó là dính. Mình ăn được nhưng mà thấy láo qua đây mình không. Cái đó. Múc cái dậy nó bùn. Là cái khó hả? Không, cái có đá thôi chứ còn múc đất bỏ ra là lút. Như làm đứng mới á. Tâm nhiệm ở đây không có cái xấu trên cái lạch của mình. Xấu. Mình ăn từ mình bắt đến mình đổ. Đổ là hạ nghỉ mắt ngoài. Tay, tay, mưng tay vật. Mấy giờ làm rồi, mấy giờ nó ơi. Được chưa, anh làm luôn. Xong lên làm nhưng mấy giờ làm nữa. Nghe. Ở nhà nặng nước nhưng vô trong nguyên cục cây ủng mắt này. Nó có cây vật hơn nhưng không ai làm được. Như làm mỗi ngày. Nà!
dằm mất rồi, nó tất là 35. Đúng đúng rồi, mà thằng ngoài đường đấy à, đừng rắng. Nhà mà anh mua, nhà anh mua cỏ bông cây là biết liền. Nhật là vô vật sự mà. Ừ. Nên là nhà ta là giờ xung quanh nhà đó, nên trồng cây cũng nhiều. Sâu mát là được. Hay nít mà ông bà. Đàn già là càng giúp.